Dương Đỗ Quang về sân khấu để hỗ trợ cho chị Nguyễn Hải ạ. Vâng, theo quy định là mỗi người sẽ được lên sân khấu một lần. Thế nhưng mà bài này là bài của chị Hải đăng ký, chị cần người trợ giúp. Cho nên anh Quang Minh sẽ giúp chị. Anh sẽ giúp nhiệt tình cho em. Anh nhiệt tình lắm. Giờ trách nhau đâu phải đêm bắt đèn, nhưng tại vì anh buồn vì hai đứa ta hai cuộc đời như một chung một niềm sâu. Trong lúc vòng tay anh chưa chọn ân ai, nên nhiều đêm thức giấc anh lo sợ thương. Thương nhau rồi em lại sợ khi xa. Lòng ước mơ hoa pháo nỡ đo đường, nhưng mộng lòng không tròn. Vì sao thế anh, chắc một mình anh hiểu. Anh thường bảo rằng tình cảnh dù trống gai, em vẫn là em yêu muôn đời muôn kiếp. Nên nhiều đêm thức những làm thân gái lỡ yêu nên sợ thương đau. Con xin ơn trên cho con lấy được người con yêu suốt đời. Anh đang khóc hận vì đôi ta lỡ lành cho cuộc đời bé nhỏ. Vì sao thế anh, chắc một mình anh hiểu.